Hi, chào mọi người nha, mình là Ni đây và hôm nay là mình đang trong tựa game To Be nha các bạn. Rồi, thì clip này là mình sẽ review cho các bạn một chiếc quỷ thức tỉnh vừa mới được ra mắt trong update này luôn nha các bạn. Đó chính là chế Mochi thức tỉnh nha các bạn. Đấy, thì mình đọc comment có nhiều bạn nói là anh review chế Mochi thức tỉnh đi. Tại vì mình mấy bạn mà tìm trên YouTube không có bạn, chưa có ai mà review cho bạn cái chế Mochi thức tỉnh đúng không? Rồi, thì hên cho các bạn là một bữa mình vừa đánh boss là mình vừa rớt ra được cái chế Mochi duy nhất luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy nha, đây hầu hết đều là auto đắt awaken nha các bạn, auto à. Đấy, có đúng một cái trái duy nhất là trái Mochi thức tỉnh luôn, là bản cập nhật vừa mới gần đây nhất, là vừa mới ra trái Mochi luôn nha các bạn. Đấy, hên thực sự luôn. Nên bây giờ mình sẽ review và cho bạn thấy được sức mạnh của trái Mochi khi mà thức tỉnh rồi sẽ như thế nào và mạnh ra sao nha các bạn. Rồi thì trước khi vào clip đi, bấm cho mình một like, một subscribe của mình nha. Bây giờ bấm liền luôn nè, 3 2 1, rồi vô clip tay. Rồi giờ mình lấy trái Mochi ra nha các bạn. Đây Mochi, rồi để mình cho bạn thấy xem cái hình dáng của trái Mochi như thế nào nha. Mochi thức tỉnh nó khác nha bạn. Khác nha bạn. Trái Mochi bình thường á các bạn thấy á là không có phát sáng như vậy đâu nha các bạn. Trái Mochi bình thường là không phát sáng vậy đâu. Cái trái Mochi thức tỉnh này là phát sáng nha bạn. Đây bây giờ từ từ. Nguy hiểm quá bạn ơi, sợ đi ra đường toang ấy. Chạy trong này là cứ một hít là mình toang, một hít là mình toang rồi mình cất đã, mình đi qua cái chỗ đảo tân thủ các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy cái trái Mochi bình thường như thế nào để cho các bạn biết là giữa trái Mochi bình thường với thức tỉnh sẽ khác nhau ra sao á. Tại vì mình ví dụ nha, có một bạn đi đúng không, bro đúng không, cho các bạn trái Mochi nhưng mà các bạn đang xài trái rồng đúng không, đó thì sao thì chắc chắn các bạn sẽ phân vân đúng không. Tại trái rồng là trái ngon nhất mà, trái rồng bình thường đó bạn cũng đã ngon hơn Mochi rồi đúng không, đó ngon nhất cái game này rồi, trừ khi mà các bạn thức tỉnh lên những trái quỷ khác thôi, như là Mochi như là trái rồng V2 này đúng không, thì các bạn mới có còn gọi là suy nghĩ lại. Chứ cái trái rồng hiện tại bình thường nè, cái trái đắc qua ken đó bạn, đắc qua ken luôn cũng hoài, không ai thèm xài đó bạn, thật sự luôn. Thế là vậy nên trái rồng rất là ngon, nên mình mới nói là các bạn, mình phải nói cho các bạn thấy hình dạng để các bạn đỡ phải gọi là phân vân các bạn đúng không. Lỡ đưa Mochi bình thường sao là các bạn ăn cho các bạn hơi lỗ ấy, còn Mochi thức tỉnh thì mình chưa có biết mạnh hay không. Thế là vậy. Rồi cho bạn thấy hình dáng của chú Mochi bình thường nha bạn nè. Đây bạn thấy nha, Mochi bình thường nè là cái màu không có phát sáng, như thấy chưa, đó không có phát sáng lên nha. Đấy, đây là Mochi bình thường đó. Dragon Leo Bắc, Leo Bắc mình chưa có thật sự mà. Bạn nào mà có Leo Bắc thì bạn comment dưới nha, có gì bạn nào mà có thì cho mình với để mình đem đun ngoài không có ra Leo Bắc. Đấy, đấy. Bây giờ mình sẽ lấy Mochi ra cho bạn xem nha. Đây hình dáng của Mochi thức tỉnh nè. Rồi, đây nha bạn. Rồi, ăn vô nha. X. Rồi để xem con Mochi thức tỉnh chia như thế nào mà mạnh ra sao nha bạn. Đây review dừng luôn tại vì nói nãy giờ hơi nhiều bạn. Để mình phải giải thích cho các bạn, mất công là các bạn bị lừa ấy đúng không? Ấy, bỏ Dragon mà ăn, ôi phương quang đẹp giấy. Bỏ Dragon mà ăn vô cái trái Mochi bình thường là hơi lỗ đấy, thật sự luôn. Rồi. Đầu tiên nha, tiêu E nha. E, bình. Ôi, dơ. Bắn ra cái cục rồi, R, floor. Quá thức tỉnh rồi đó hả? F. F. Ôi, lăn được trên nước luôn nha bạn, ngon. Lăn được trên nước luôn. Và cuối cùng là chiêu T. T làm gì đây? What? Mochi thức tỉnh nè. Ủa đấm lâu lắm nha bạn, đấm nhiều vậy. Phải Mochi thức tỉnh hả? Phải không vậy ta? Ôi chưa nổ đúng đường nè, nhưng mà sức chiêu bựa vậy. Rồi bây giờ mình đi đánh vua biển thử cho bạn xem đam nha bạn. Để xem Mochi thức tỉnh này đam như thế nào sức bựa vậy. Đam hơi mắc cười nha. Đam hơi gọi là mắc cười chút đó. Cái Phượng Hoàng mình còn chưa có nữa bạn, Phượng Hoàng mình còn chưa có nè. Rồi trái Leo Bắc mình còn chưa có mà, nên có gì bạn nào có thì bạn đó có thể chay cho mình cũng được nha bạn. Từ từ để mình nhảy lên du biển nha bạn, mình xài chiêu mới thấy được cái lượng đam. Ủa dạ. Ai da, 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 ai da. Ủa da, 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 đau, đau nha, đau nha, đau nha, đau nha, đau nha. Cái gì bạn nói chắc cái gì vậy? Hu hép Dragon bay chưa đấy. Trời. Ủa da, 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 da. À bạn này muốn quánh hả? Muốn quánh nè, muốn quánh nè. Hư. Hi, đấm nè, đấm nè, đấm nè, Mochi nè, đấm nè, đấm nè, đấm 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 nè. Sao Phượng Hoàng chú nó vậy? Flo. Ủa đứng như này xài chiêu không được hay sao bạn? Ồ bạn nó sắp tan này nè. Ô. 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 Đấm nè, đấm nè, đấm nè, đấm nè, đấm nè. Ủa bạn nó tan chưa? Tan rồi đúng không? Ôi, ủa. What? What Phượng Hoàng đứng gì? Ủa gì á? Flo. Gì á? À có bức máu bằng này nữa bạn. Rồi chịu xuống đất. À toan nè. Cái gì vậy ta? Từ từ. Không có nhảy lên được nha bạn, không thấy được cái lượng đam. Thôi mình đánh vô biển thử luôn đi ha. À leo 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 lên tường cũng được nữa bạn.
không có chiêu nào nhảy lên từ từ. Không có chiêu nào bye bye lên nha. 1 2 3 4. Rồi 1 2 3 4 5. Rồi đứng đây. Rồi, nhảy tiếp. Rồi 1 2. Ơ không được các bạn ơi, rồi thôi kệ đi quánh đi ha. Ai nhắc nhìn vậy ta? Rồi đấm. Ủa sao đấm gì kỳ vậy? Các bạn vô chi kia ra lại các bạn. Ra lại kìa, muốn ăn đam lại, muốn ăn đam thử lại. Muốn thử ăn đam lại với môn chi thức tỉnh của chúng tôi đúng không? Mình chưa thấy lượng đam vô biển sẽ như thế nào đúng không các bạn? Đó, mình chưa thấy đam vô biển như thế nào luôn á chứ. Ui da, 4 mấy ca, ấy da, ấy da. Ui da, các bạn full nick kìa đau nha, mạnh nha. Đó, cứ bu bu. Chạy, từ từ các bạn, chạy vô trong này đó. Vô trong này đó. Đó, rồi lên đây nè. Lên đây quánh cho dễ nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Bữa giải chơi phượng hoàng cái gì mà chui chui dưới đất vậy? Đâu rồi bạn đó rồi ta? Thôi thấy bạn đó luôn rồi ta. Thôi thấy bạn đó rồi bạn ơi. Với lại mochi này không có có thấy được cái lượng đam nha bạn khi đánh vô biển nha. Nên mình không biết là đam bao nhiêu đó. Đó đấm nè, mình đấm tê đi nha. Đó, rồi nhiêu đam đây. Ủa đâu qua nữa vậy? What? Có luôn hả? Cái đi đi dưới nước kia khó chịu vậy. Ủa cái chiêu này trưởng vô du biển không có được sao bạn? Mình không thấy mất máu du biển luôn á. Kỳ ta, e. Đó, e vô mất nữa bạn. R floor. Floor cũng không thấy luôn. Rồi T. Ui da. Ai da. Bữa thiệt sự chứ Phượng Hoàng. Cười quá. Hình như đánh vô du biển không được á ta. Mua chiếc tỉnh đánh vô biển không được là hơi gì á nha. Hơi yếu á bạn đúng không? Tại vì có du biển là các bạn farm game ngon nè. Mà đánh vô du biển không được hay sao các bạn ơi. Chiêu nãy giờ mình không thấy mất máu du biển luôn. Từ bây giờ mình chiêu vô thử quái đi nha. Đây mình sẽ xuống đảo dưới biển nha. Đây. Rồi. Đây, đảo người cá nha mày. Đây xuống đảo người cá. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh quái cho bạn thấy nha. Ủa mấy con quái đâu rồi? Ủa. À đây, mấy quái này nè, boss luôn đi nha, mình thử vô boss cho bạn xem luôn. Cho bạn thấy lượng đam như thế nào nha. Rồi, đầu tiên là chiêu E nha. Ủa không trúng hả? À? What, cái chiêu vậy? Bay xuyên là sao? R 2006 đúng không? Rồi, 2006, 2 lần 2006, rồi T. E chứ lộn E. E 9300 nha bạn, rồi cái chiêu của mạnh, chiêu mạnh nhất đó bạn, chiêu mạnh nhất nè, chiêu T. Đám nhiêu? Cũng không có. No, mình ăn nhầm trái rồi các bạn ơi. Mặc dù chiến tỉnh là đúng là đam như vậy là cũng không có gọi là yếu nha các bạn đúng không? Đam thì cũng gọi là khủng đó, nhưng mà các bạn thấy so với The Dragon vẫn hiện tại là quá OB các bạn đúng không? Đó các bạn thấy đó, The Dragon là quá OB luôn chứ không phải là gì. Ôi, ảo thật sự bạn ơi, The Dragon OB lắm. The Dragon là các bạn chỉ cần một hàng một E là toàn con boss này luôn á, một E nha các bạn. Thế là vậy. Nên The Dragon chắc mình nghĩ là gọi là ảo các bạn, đam ảo quá nên không có tính ha. Còn nếu một lượng đam gọi là chuẩn á, ổn á thì mình nghĩ là Mochi này được nè. Đó. Nhưng mà cái chiêu T này, phải không nè, cái chiêu T này cái tầm ngắn quá bạn, thức tỉnh rồi mà cái tầm ngắn quá các bạn thấy chưa đó, tầm ngắn quá. Đối phương mà đi ra ngoài cái đấm này rồi mình cũng không biết sao luôn á. Đó đấm lần cũng gần có nửa cây rồi các bạn ơi. Trong BB chứ mình nghĩ cũng khó trúng rồi nha. Đó. Đó, trong BB mình nghĩ khó trúng á nha. Nhưng mà chắc mình đứng từ xa mình chưởng T vô được chứ đúng không? Thử coi. Ủa? Đấm tại chỗ à? Ây da, đấm tại chỗ các bạn ơi. Ơi, chứ bù chi đấm tại chỗ luôn mới ác chứ. Vậy là mình nghĩ là chỉ có The Dragon là đam to với ảo nha các bạn. Còn mấy trái khác mình chưa có biết nữa. Môn chi thức tỉnh này thì đam mình thấy cũng bình thường nha các bạn. Cũng gọi là to thôi. Đấy, chứ không phải gọi là dạng đam ảo nha các bạn. Đấy, đam dạng to thôi chứ không ảo nha. Đó. Gặp cái floor nữa là có thể đó, hút đối phương vô khống chế thôi nha các bạn. Vậy thôi đó. Hết rồi đó bạn. What? Lại The Dragon nữa ta. Bây giờ kiếm The Dragon mới cực nữa bạn. Đó, giờ kiếm The Dragon mới khóc nè. Cái chiêu này tới hết không ta? À, tới hết luôn nữa bạn. Tới hết luôn nè, nhưng mà đau quá to à. Đấy, một chiêu thức tỉnh nha bạn. Đây là một chiêu tỉnh mình thấy chứ mình đã review cho bạn rồi nha. Rồi. Thôi mình nghĩ là cái tôi nói đó, nếu mà The Dragon khó quá đó, đúng không? Thì các bạn có thể vẫn xài một chiêu thức tỉnh được. Tại vì một chiêu tỉnh được các bạn chỉ cần đánh boss mèo là các bạn có thể ra được thôi nha. Không có gì khó nha. Thì các bạn vẫn có thể xài một chiếc tỉnh để farm được. Thế là vậy. Nhưng mà nếu mà có trái rồng thì chắc chắn là mình sẽ thiên về trái rồng hơn nha các bạn. Tại trái rồng là trái mạnh nhất game này rồi.
nên không thể nào mà so với đồng được nữa nha các bạn. Hả, Mochi thì mình nghĩ là Farm vẫn ổn, tại vì cái giá Mochi các bạn cũng thấy ở đó có 250 Robux à, còn không hơn được trái mèo hay là trái lêu bắc nữa mà các bạn, đúng không? Còn thua cái trái phượng hoàng hay là mấy trái như là gì dưới nữa mà các bạn, là bay. Nên mình nghĩ Mochi trong tựa game này không có admin không làm mạnh lắm nha các bạn, đấy là vậy. Nên Mochi tỉnh là chỉ tạm tạm gì thôi là mạnh rồi nha các bạn. Đó, rồi thôi từ từ mình đắm thử một tê toàn con quái bình thường không ta, phải toàn chứ đúng không, gần toàn không, ở toàn nè đó mạnh, nhưng mà tại vì Dragon quá ảo hơn thôi. Rồi nha các bạn, mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay á thì cho mình xin một like subscribe của mình nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye, kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay á thì cho mình xin một like subscribe của mình nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ấy dạ, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.